Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, kính thưa toàn thể chư quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng. Hôm nay Phước Nghiêm sẽ công chiếu 13 câu hỏi mà Phước Nghiêm đã hỏi sư Minh Tuệ mới nhất, để cho sư trả lời cho quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng. Và trước khi công chiếu 13 câu hỏi này thì Phước Kim cũng xin chia sẻ toàn thể chi quý vị quan hỷ. Đây là buổi nói chuyện gần nhất và mới nhất mà Phước Kim đã chia sẻ những câu, cũng như là 2 câu, 3 câu. Nhưng mà hôm nay đặc biệt thì trong cái buổi mà được nhân viên tiếp xúc với sư thì Phước Kim lại đặt nhiều câu hỏi để cho sư trả lời cho quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng, cũng như quý vị thắc mắc. Và quý vị cũng không cần phải bình luận là cắt ghép hay là thế này thế nào thế kia. Phước Kim xin nói với quý vị một câu, đây là một cái buổi chia sẻ trực tiếp. Khi mà Phước Kim hỏi sư thì sư trả lời. Trong cái buổi nói chuyện này thì cũng xin nói với toàn thể chứ quý vị là không có một cái sự việc là sửa đổi hay là cắt ghép. Nhưng mà trước đó thì Phước Kim có công chiếu lên, cũng như là những câu hỏi hôm nay đặc biệt là nó theo thứ tự trong 30 phút đồng hồ. Thì Phước Kim đặt hỏi 13 câu hỏi, và có những câu hỏi phần sau thì Phước Kim sẽ chiếu tiếp tục. Nhưng mà trước mắt là hôm nay, tại vì có một số quý vị nói là sư không có xài điện thoại, thì trước tiên Phước Kim cũng xin đính chính là sư không có xài điện thoại, nhưng mà không có nghĩa là không tiếp cuộc điện thoại khi mà đầy đủ nhân viên, đầy đủ điều kiện để rồi sư chia sẻ những cái lời vàng tiếng ngọc, cũng như là những cái chân lý, những cái Phật pháp, những cái mà sư tu tập được mà tất cả quý vị yêu mến và quý vị đang trông đợi. Thì hôm nay quý vị sẽ nghe hết 13 câu hỏi nha. 13 câu hỏi, đặc biệt là hôm nay đủ nhân viên thì Phước Kim sẽ công chiếu cho toàn thể chứ quý vị. Dạ, Nam Mô Sư Phật, con xin bình lễ sư, và con cũng xin sư cho con được là trả lời Phật pháp để con cùng tất cả Phật tử mà yêu quý sư đó để nắng trên con đường tu. Vâng, thì con cũng xin hỏi sư, sắp tới đây thì sư đi về Gia Lai, dạ có phải gì không sư? Đó là câu đầu tiên. Dạ, cái tâm nguyện người con về Gia Lai để không phải vì mục đích gì cả, nhưng mà ngày xưa khi mà ở Huế mà họ đem về Gia Lai là đi khất thực, ở đó là gặp mấy cái người Phật tử, người dân họ mời tới cái chỗ họ để khất thực, và mình có nhận lời với người ta đấy, nhưng mà mình chưa đến được. Trong khi đó lại người bộ vào rồi xin xuống Khánh Hòa một cái này, nó khi mình chưa đến được họ cái mình còn cái việc mình hứa với người ta chưa đến là về để thực hiện cái lời hứa cho người ta cái đã. Dạ, thì xin về cái tâm nguyện là xin về để hoàn thành những cái đấy. Mình người tu rồi mà mình hứa mà mình không tới được là mình không cái nói dối á, mình không thực hành được á, là mình không tu hành được á, là một con người về đó cái đã. Dạ, chứ thì khi mà sư về thì sư ở chỗ công ty Pháp Tâm Phi Tịnh Tệ, có phải gì không sư? Về nói chung là công ty Pháp Tâm Phi Tịnh Tệ hay là cái chỗ, nếu mà bình thường mà không có cái gì ngăn cản thì con ở ngoài gì đi, không có cái chương trình gì á, hay là không có một cái trở ngại gì thì thường ở ngoài nghỉ địa. Như mà ban đầu như thế thì không liên quan gì tới ai cả, thì con tới con thất thực hay là có một cái khu vườn hay là cái chỗ nào yên tĩnh ấy, để công ty mở có thì con mở, mà không có có chỗ khác không được, hay là cái chỗ cốc như cốc chỗ anh Thìn ở thì cũng không được đông quá, nói chung là chỗ nào cũng được để mình đảm bảo cái khách thực ở cái thôn đấy là tốt đẹp rồi. Dạ, mô như là Phật. Dạ. Dạ, xin Phật. Dạ, cũng như có cái câu hỏi xin sư quan nghĩ chia sẻ cho chúng con hiểu là, tại có nhiều người nói là sư
đi tu là để cũng như là chống phá đạo Phật, cũng như là chống phá tăng ni chùa chiền, cái ý đó là sao sư, mà sao mà người ta đi đặt cái đó, người ta nói gì? À, vâng, người ta nói chống phá, nhưng mà mình không phải là đi để mình chống phá, mình lấy cái giới luật như ai thì nói là chống lưng ở sau cho mình, nghĩa là mình có cái bùa chú, cái pháp Phật của mình, cái giới luật của mình ấy, là cái bùa chú của mình, cái đấy là cái hỗ trợ cho mình, cái đỡ đầu, cái phẩm hạnh cho mình, là cái giới luật với cái pháp của Phật, là cái niềm tin đấy, là cái đấy là mình thực hành, là cái đó là hộ mệnh cho mình đấy, bảo vệ cho mình cái đấy. Dạ. Thế còn bây giờ mình khi mà phá Phật pháp á, là mình phạm giới, mình rất sanh, mình trộm cắp, mình lấy láo, mình phạm giới hết, xong rồi mình đi nói, mình đi tu như thế là mình phá Phật pháp. Chứ giờ mình đang thực hành giáo pháp, sao mình phá Phật pháp đâu? Còn ai mà làm không đúng lời Phật dạy là những cái người đó mới tự, nhưng mà những cái người đó ai mới nói là như thế nào giáo pháp của Phật, thì ở đó ai muốn làm gì làm, chứ cũng không gọi là tu hành được thì tốt cho cái người đó, chứ cũng không, bản chất cái người đó cũng không thể nào nói là phá Phật pháp được. Họ là cái gì đâu mà nói phá giáo pháp của Phật được. Ai như đặc Phật, ai như đặc Phật, mình là tu hành được thì tốt đẹp cho mình, mình giữ giới luật được thì tốt đẹp cho mình, còn giáo pháp của Phật thì ai có làm gì nó cũng nằm nguyên ở đó, chứ không ai phá được. Ai như đặc Phật, ai như đặc Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin sư cho Phật, chứ con biết thì cũng giống như người ta nói, giống như là sư là đi tu để cũng như là lôi kéo quần chúng, rồi giống như là để cho YouTube quay lên, rồi tôn xưng là Phật, là Bồ Tát, là A La Hán đồ chân dân, thì cái điều đó là sao sư? Vâng, cái tôn xưng đó là con cũng nói với mọi người là con bây giờ là đang tập học 13 cái hạnh đầu đà theo giáo lý của Phật học. Phật dạy như thế là mình tập, mình học làm theo, mình tu hành để bồi bổ công hạnh công đức ba la mật cho mình, chứ không phải là con cũng không phải là thánh, là Phật hay là thành cái gì hết á. Con chỉ có thực hành cái giới hạnh, cái đạo đức, cái chân thật cho mình như thế thôi, chứ cũng không có lôi kéo, cũng không có tổ chức, cũng không có đảng phái, cũng không có kinh tế đấy, nhưng con không có cái lợi nhuận gì cả, chỉ có thực hành cái đời sống ba y bát, sống không có gì hết á, chỉ có thực kinh an như thế thôi. Còn người ta yêu mến hay người ta ghét bỏ hay là cái gì, người ta tự nói ở đấy là việc của người ta, đó mà mình nhìn nhận là như thế. Con đi chỗ nào con cũng chỉ thực hành ước nguyện là thực hành cái đời sống ba y bát khất thực, đúng cái hạnh giáo lý của Phật dạy như thế, lấy cái đó là chỗ dựa niềm vững chắc, với lại nương tựa, con nương tựa vào đó, với lại cái đấy là hộ trì hộ pháp, họ chống đỡ cho mình, là cái giới luật, cái thánh pháp của Đức Thế Tôn dạy là như thế. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin con xin hỏi sư cái câu là người ta thường thắc mắc cái sự tu cũng như cái hạnh tu của sư đó không có giúp ích gì cho ai, tu giống như là chỉ tu cho riêng mình thôi, thì cái ý nghĩa là sao sư? Cái mà tu riêng cho mình là theo hạnh thanh văn, với để theo hạnh bút chi Phật là chỉ biết mình giải thoát rồi, đi muốn đi giao duyên tiếp xúc với mọi người nữa là gọi là vì mọi người mình mới tu, còn vì mục đích mình, vì thiền định, vì giải thoát của mình biết là mình không nói cho ai nữa, mình không độ thoát cho ai nữa, là tu cho riêng mình. Thế còn là mình vì mọi người, vì lợi ích của chúng sanh, vì tất không phải vì mình mà mình tu nữa, mình phát nguyện thành tính đẳng giác để sau này mình độ, mình biết được, mình nói cái giáo lý này cho mọi người, giúp cho mọi người được giải thoát đến đây an lạc, thì không nói là không phải tu cho riêng mình nữa, mà tu cho mọi người ạ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi sư, một câu hỏi này rất là nhiều người, người ta nói rằng là sư có liên quan cũng như là trong cái nhóm đạo nhân quả, nhưng mà con cũng chưa hiểu được. Sao ta nói là liên quan tới đạo nhân quả, thì xin sư có thể chia sẻ cho Phật con Phật tử hiểu luôn. À vâng, cái đạo nhân quả thì đạo Phật thì cũng gọi là cái nhân quả mà một nhóm kia, thì con không có liên quan gì đến đạo nhân quả hết, con chỉ có thực hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành 13 cái hạnh đầu đà, đời sống ba y bát, lấy chánh pháp tu thiền định với thất nguyện thành vô thượng đến đẳng giác thôi, chứ còn cái đạo nhân quả thì không biết họ có tu theo
đạo Phật hay nhân quả gì thì con nói chung con không có liên quan gì với họ cả. Nói chung là nếu mà họ mà thực hành theo giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni thì nói chung là cùng tu hành, nhưng mà như con với cái bên đó thì con chưa trao đổi gì với họ như thế nào cả. Yeah. Ngày xưa thì có gặp ở Hà Tĩnh, nhưng mà rồi họ đi phát tờ rơi cái gì đó thì con cũng không đồng ý, rồi kêu nói họ đi chỗ khác. Còn cái đạo nhân quả mà con cũng không có nói cái gì với họ cả, nhưng mà con mong rằng họ là đạo đức hướng cho mọi người giải thoát hay là cái gì thì tốt đẹp thì họ cứ thực hành nhé. Cái đấy cũng không có liên quan gì tới con cả. Con là cái mục tiêu của con là 13 hạnh đầu đà về phát nguyện hạnh vô thượng tính đẳng giác tu theo Phật, nói chung là hạnh những cái ba la mật, 10 cái ba la mật của một cái người mà phát nguyện tính đẳng giác ấy, thì con phải hoàn thiện bồi bổ cho nó thì con nguyện hạnh như thế thôi, chứ còn việc bên đấy là của người ta. Thưa thầy là như thế ạ. Thầy là cảm ơn như vậy, tôi xin hỏi thêm một câu. Dạ con thì ở bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì con cũng dạ. Thần Phật và cũng như là niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì dạ. Con xin sư có hiểu, con có biết về Phật giáo Hòa Hảo hay là thế nào, xin sư chia sẻ cho con vài lời để con biết. Dạ, Phật giáo Hòa Hảo thì con dạ. Con vẫn tôn kính những cái vị tu hành ở bên đấy. Ngày xưa con đi hành trình vào miền Nam á, con cũng gặp một số vị hành trì, nhưng mà cái đời sống tu hành của họ con cũng thấy tốt. Vì khi đó là hình như là con cũng nhớ là hình như của Đức Huỳnh Giáo Chủ, yeah. của Đức Huỳnh Giáo Chủ bên đạo nào mà đem đến lợi ích đạo đức hạnh phúc sống cho mọi người, không có hận thù tham sân si sân hận gì hết, như thế mà đem đến cái an lạc hạnh phúc cho mọi người là con đều tán thán tốt đẹp hết. Gặp họ con cũng tôn kính họ, con cũng học tập với họ Hòa Hảo hay Cao Đài, nói chung là chỗ nào cũng thế. Giống như mà đạo Phật mà học theo đường lối mà lại tham lừa đảo người ta hay nói thế kia thì con cũng không tôn kính. Yeah. A Di Đà Phật, xin sư cho con biết thêm như là những người cư trì tại gia mà phát nguyện tu giải thoát cũng như thành tựu đạo quả thì có được không sư? Dạ, họ vẫn thành tựu được ở cái mức độ gọi là đạo quả, giống như quả dự lưu hay quả nhất lai hay quả bất lai hay quả a la hán, tùy từng mức. Tại vì khi mà Phật Thích Ca nhập diệt rồi á, là ai mà gặp được mình đủ ba la mật hạnh nguyện đời trước khi gặp Phật được á, thì Phật tế độ thành a la hán giải thoát. Nhưng mà khi giáo pháp của Đức Thế Tôn vẫn còn tồn tại hay là vẫn còn được lưu giữ truyền thừa từ đời này qua đời khác, mà một thì ai đó đến bây giờ mà đủ được hành nguyện ba la mật tích lũy từ nhiều đời trước đến giờ mà gặp tính pháp, họ tu họ vẫn thành được a la hán, tất cả các quả vị để giải thoát theo nguyện hạnh của họ, chứ không phải là không có. Nên là tại gia cũng thành tựu ở mức độ là quả dự lưu, quả nhất lai thì họ trở lại bảy đời nữa, hay là theo từng quả vị đó họ cũng giải thoát, không có đọa vào đường ác ấy, chứ không phải là cư sĩ là không giải thoát được. Cư sĩ vẫn giải thoát được, chứ không phải là cứ phải tu sĩ. Có nhiều tu sĩ nhưng mà họ phạm giới, phá giới thì cũng không giải thoát được. Còn có nhiều cư sĩ nhưng mà họ tuy là đời sống cư sĩ nhưng mà họ tinh tấn tu hành, họ đời sống dục lạc của họ tuy là họ sống ở nhà như thế nhưng mà tâm của họ đã thoát ly tham ái, thì họ gặp được chánh pháp thì họ cũng nhập thiền định, họ cũng vào được các cái quả vị đủ công đức phước báo, họ thành tựu để đến giải thoát. Nam mô a di đà phật. Thì con xin thỉnh những cái lời pháp thoại của sư để chia sẻ cho cũng như là Phật tử và cộng đồng những người yêu quý về Phật pháp, để cho lan tỏa tình yêu thương và giác ngộ, buông bỏ được tham sân si cũng như là nhân ngã. Nam mô a di đà phật. Mình là một người cư sĩ tại gia hay tu sĩ, nhưng mà mình đủ đức tin, mình đủ cái lòng tin, cái niềm tin về mình có tinh tấn, mình có chánh niệm, mình có định, có tuệ là mình đều đem những con đường giải thoát hết. Chứ không phải là có tu hành theo Phật là có kết quả, chứ không phải là không có kết quả. Dù cư sĩ tại gia hay
tu sĩ hay cỡ nào, nhưng mà mình thực hành đúng cái bát chánh đạo ở đâu thì có A-la-hán ở đó. A-di-đà-phật. Dạ, có một câu hỏi thế này thì có nhiều vị người ta cho rằng cái hạnh đầu đà này là của ngài là Tề Bà Đạt Đa đề xuất ra, chứ không phải là nằm trong cái chánh pháp cũng như là trong cái giáo lý của Đức Phật. Thì xin sư chia sẻ cái câu nói này cho Phật tử hiểu chung ạ. Hay quá, hay. Vâng, cái hạnh như Tề Bà Đạt Đa thì làm đệ tử Phật sau này nghe Phật giảng này, khi đó mới nói như làm sao mà Tề Bà Đạt Đa thành đạo trước thì nói được. Cái hạnh đầu đà này là trước ngày xưa tu hành như hạnh phấn tạo y hay là một số gọi là khổ hạnh hay là cái gì, những cái hạnh này là thành tựu có cái lâu xa rồi, những cái đời trước kia họ cũng đã hành gì rồi, nhưng mà đa số là khổ hạnh. Sau khi đến trong khi giáo lý của Đức Phật thì ghi rõ là thấy thực hành 13 hạnh đầu đà như thế, trong kinh điển như thế thì con cũng thực hành theo chứ. Nhưng mà ai mà thực hành được 13 cái hạnh đầu đà này là con thấy đều tốt đẹp. Đức Phật mà nói ra mà mình tu hành 13 hạnh đầu đà được mà đem đến giải thoát, mà đem đến ly tham, từ bỏ sân hận si mê giúp mình giải thoát được thì điều tốt. Kể cả Đề Bà Đạt Đa mà nói ra mà mình hành trì theo mà đem đến giải thoát cũng điều tốt đẹp. Chứ hay là một vị Phật khác, hay là một cái vị gì đó, nhưng mà cơ bản là ai có tình tự làm được hay không mới là tốt đẹp. Chứ còn nói thì những cái chẳng hạn như không tham không si thì ai cũng nói được, nhưng mà khi làm á thì nó mới là thành tựu. Cái mà thực hành cái đời sống mà thấy rõ rệt, không có tham, không có vì mục đích gì danh lợi, nó rốt ráo giải thoát. Nhưng mà con khẳng định nhé, là ở trong kinh sách hay là cái gì á, là nói là những cái lời 13 hạnh đầu đà này là đều do Phật thuyết ra cả, chứ con chưa nghe đọc ở trong kinh sách nào mà Đề Bà Đạt Đa thuyết cả. Dạ, yeah. Cái đó thì nó, dạ. Yeah. Còn cái mà khả nghi, ai ngày xưa cũng thế, ai mà nói khả nghi về 13 hạnh đầu đà thì hãy nói người đó hãy tự kiểm nghiệm, tự mình thực hành, tự mình tu rồi biết. Chứ mình cũng không nói là đây là Phật thuyết hay là không phải Phật thuyết. Khi mà Đức Phật cũng nói là chớ có vội tin ở nơi thần thánh siêu hình hay là bậc đạo sư hay là kinh sách kinh điển hay là cái gì hết á. Nhưng mà mình nghe qua kinh điển, nhưng mà mình thực hành thấy nó đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc, đem lại chánh niệm, đem lại thiền định, đem lại giải thoát, có trí tuệ. Như thế thì đó là mới chánh đẳng Như Lai nói. Còn mà cũng là nói Như Lai nhưng mà nói hay như thế, nhưng mà khi thực hành mà đem lại ác pháp, sân hận, tham sân si thì cũng không phải là lời dạy của Như Lai. Khi mà mình bây giờ thì mình không xác quyết nói là đây là lời Phật dạy hay là không phải lời Phật dạy, nhưng mà mình phải nói nghe lời dạy đó rồi bắt đầu mình đem thực hành và thấy nó an lạc đúng hiệu quả thì mình mới tin. Còn đem lại mà không ấy thì mình bỏ ra, không tin nữa. Cho mình không dám chắc là đây là phải hay không phải, tại vì mình nói rồi đâm ra cãi cọ lẫn nhau rồi, đây như cái này đây là tin hay không phải là tin, rồi đem đến lý luận vậy bạn mình chỉ có thực hành để kinh nghiệm. Nên nếu mà không an lạc thì mình loại bỏ, mà an lạc thì mình nên duy trì hành trì tiếp. A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Xin sư cho con có một câu chuyện gần đây thì cô Nguyễn Phương Hằng, chủ khu du lịch công ty Đại Nam, thì cô cũng muốn lên tiếng. Cô nói là sẽ công bố cái tu của sư là đúng chỗ nào, sai chỗ nào, rồi có nhiều người ta cũng rất là quan tâm. Có nhiều người họ cũng căng si, rồi có nhiều người thế nọ thế kia thì con cũng hỏi sư cái việc gì đó, cái nhân viên gì, và xin sư có vài lời để khuyên mọi người hiểu đúng về cái Phật pháp ấy. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc mà tu của con á thì mọi người á là ai nấy đúng cũng được, sai cũng được, con không có, tại vì tu được á là tốt đẹp cho con. Nếu mà có hữu duyên được con thì chia sẻ nó với mọi người, còn không á, tại vì con bây giờ tu hành thì con không có danh lợi, còn không vì danh lợi hay là để hơn thua, đó là mình tôi là đúng, ông là tu là sai, con không cần biết là đây là đại đi nói với các sư khác là tu đúng tu sai gì hết, chỉ có mình đặt niềm tin vào như thế của đạo đức là có phải lời này dạy của Phật đạo sư dạy hay không, rồi mình đi kiểm nghiệm lại. Con đi tu hành như thế này cũng không có lôi kéo, cũng không có
đệ tử cũng không có xua đuổi ai ra ai rồi. Thì con chia sẻ nó với họ như thế. Còn mà nghe nói những cái chuyện mà công ty hay là đọc kiểu anh Tuấn phát tâm và có cái công ty xuyên tịch tuệ gì đấy là công ty đó mà làm không vì danh vì lợi hay vì du lịch hay là cái gì thì giúp đỡ cho con những người tu tới thì con ở thanh tịnh thì tới, còn bất tịnh hay là liên quan đến danh lợi tổ chức đảng phái hay tổ chức thì con không có đồng ý, không được hoan nghênh, họ có làm ra thì gì của họ, cho con cũng né tránh đến những chỗ thanh tịnh thì con mới tu hành thôi. Tại vì hạnh đầu đà của con là con không còn cái gì ba y bát, còn cái việc nói đúng hay sai hay là họ nói pháp này đúng hay là pháp kia đúng thì tùy họ, để họ là nếu mà đúng thì họ tự tu cho họ, chứ con á tu theo hạnh đầu đà có đúng sai gì con cũng được phước thì con cũng hưởng, hay là được nghiệp thì con cũng lãnh, nhưng con cũng không có mong họ tốt đẹp với mình cả. Họ đến với con tốt đẹp con cũng bình thường, mà họ đến với con ghét bỏ hay là cái con cũng bình thường. Nói chung đối với con là tất cả mọi cái đều bình đẳng, ai cũng giống như ai cả. Không có thấy người này tốt với mình rồi mình lại đi hoan hỉ, hay là thấy những cái người kia ghét bỏ mình rồi mình lại thân thân với họ. Cái đó con phải xả bỏ. Còn họ muốn làm cái gì thì việc của họ. Còn riêng liên quan đến tranh luận tổ chức đảng phái hay là cái gì là con không liên quan đến những cái đấy. Con chỉ liên quan đến giới hạnh, đạo đức tu hành, thực hành hạnh nghi, đời sống tu tập, yếm ly, giữ giới luật, tu hành đúng với đời sống phạm hạnh cao thượng. Thì con tán thán hoan nghênh, con sống với họ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Có một câu chuyện này mà tất cả Phật tử và trên cộng đồng mạng họ rất là quan tâm. Mỗi lần xuất hiện thì có một cái y áo, cái màu vải nó khác lạ, mà đặc biệt mỗi lần sư phát lên cái miếng vải màu đen thì nó có một câu chuyện xảy ra. Sau đó thì sư có quan điểm chia sẻ vài lời để cho chúng con hiểu biết được cái câu chuyện đó như thế nào không sư? Vâng, cái áo của con ấy thì con tu hành gọi là hạnh phấn tạo y, nhặt bằng những cái vải vụn, họ vứt áo quần ở ngoài rồi lấy vải về mình may lại. Nhặt được màu trắng thì mình may màu trắng, nhặt được màu đen thì mình may màu đen. Nói chung là nhặt được cái vải màu gì á mà còn chắc chắn, còn tốt đó là mình sử dụng màu đấy, chứ không phải là mình dùng màu đen cả, hay là mình chọn lựa. Không phải gặp được cái gì là mình ưu tiên mình may trước, mình mặc cái màu như thế. Là bất kỳ loại gì mà họ thuộc bỏ, họ quăng là mình đều sử dụng, mà mình có thể tận dụng may được. Có nhiều loại vải á, như vải thun hay là vải kia thì mình may không được là mình không lấy. Cái màu thì màu nào cũng được, chứ mình không phải chọn màu. Còn cái hạnh là như thế, tại vì gặp cái gì là mình đụng cái gì là mình mặc cái đấy à. Còn cái màu mà con ngày xưa con nghĩ rồi giờ mặc những cái áo này á, là đâm ra là nó nổi bật đi ở ngoài á. Họ nói nhiều khi con cũng nói là mắc chấp gì vào cái áo này mà mình mặc, giống như mà con voi á, là nó mặc đi thì nó có cái ngà là nó quý giá, cái nó chết nó bị người ta săn, người ta giết lấy ngà. Giờ con cũng vì mặc cái áo này mà người ta hại, người ta gây khó khăn rồi thôi mình bỏ ấy, mình đừng có mặc nữa. Nhưng mà con vẫn nói là một cái gì mà mình niềm tin, mình mặc mình chẳng hạn như mình phát nguyện mình thành theo 13 hạnh đầu đà, kể cả có chết thì mình cũng chết trong pháp, mình không có sợ sệt gì cả, mình không lo âu chết, mình cũng hoan hỷ, mình xứng đáng. Như con voi nó chết vì cái ngà nó cũng vui vẻ, chứ nó cũng không bị bỏ cái ngà nó đi để nó được sống. Tại vì mình chết trong chánh pháp. Kể cả giờ mình mặc cái áo này, giờ họ nói là giờ ông mặc áo này ở trên này giờ hại với chúng tôi hay là này cái gì, ông đi chết con cũng vui vẻ, chứ cũng không phải là vì mặc đó rồi mình thấy nó nguy hiểm cho mình rồi mình sợ mình bỏ, mình mặc cái khác để cho được an toàn cho mình. Thế đấy con cũng lượng để con cũng nói, nhưng mà một khi mà mình đã chấp nhận theo con đường phạm hạnh vô thượng đến đẳng giác, đời sống phạm hạnh của Phật thì không có một cái điều gì nối tiếp ra. Có bỏ mạng con cũng cúng dàn đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, mười phương chư Phật vui vẻ đi theo, không có cái gì điều gì nối tiếp. Dù áo kiểu gì, họ cũng nói kiểu gì, con cũng vui vẻ cái phạm hạnh của mình như thế, niềm tin ở đức
Như Lai mình làm như không có một cái điều gì đối tiết ra, không sợ hãi, không lo âu gì hết. Mặc áo mà họ nói cô chết thì vì cái áo hay là chấp thủ hay cái gì thì con cũng hoan hỉ với cái cuộc sống như thế, cái phạm hạnh như thế, đời sống như thế, không nói trước điều gì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và thêm nữa thì con xin hỏi một câu thế này. Cái việc của sư tu hành Cầu Đà giống như là đi bộ hành 80 dược bát. Nhưng mà sao có nhiều người họ kỳ thị, chống đối, bôi nhọ, chê bai đủ thứ, là cái duyên gì sư? Cái đấy là khi mà ma vương thiên ma ở trên đó, khi mà mình đi như thế này để có nhiều người yêu mến mình, đi theo mình, để thiên ma họ không muốn tìm người của họ đi thoát hết. Rồi cái năng lực của mình chuyên thành cái chẳng đến chắc được ra là mình vẫn bị họ chi phối. Họ làm như thế này do thiên ma đấy, họ thật đố, họ đố kỵ, giống như ở trong làng mà như thầy mà giỏi hơn ai đó, cái là họ lại đánh ghét đó mà. Dạ, một phần. Dạ, ở đây là có hàng thiên ma, nhưng mà đến khi một cái thời gian lâu ấy là mình đủ ba la mật, mình tu hành viên mãn đầy công đức rồi thì nó cũng không phá được nữa. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, chỉ là quá quý báu. Vâng, Nam mô A Di Đà Phật. Làm cho con đầy quan thủy, nên chúng con sẽ lan tỏa tình yêu thương và bảo vệ cái vâng. Quán. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cái hàng thiên ma đó giống như thời Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ma Ba Tuần ấy. Dạ. Vâng, họ tới họ ngăn cản, họ không muốn, nói chung là họ không muốn những người giải thoát. Họ chỉ mong để cho họ chi phối, để cũng dàn hầu hạ họ thôi, chứ không muốn mình giải thoát khỏi tay họ, họ nên là họ tìm mọi cách họ ngăn cản ấy. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, làm sao được biết thêm. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nói của sư thì chúng con đều cho là khuôn vàng thước ngọc là chánh pháp, thì nguyện lan tỏa cái Phật pháp để cho mọi người hiểu đúng và buông bỏ cái sự tích kỷ cũng như là cái sự ganh tị, sân si. Vâng, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thế nhưng mà cái đạo hạnh của mình hành cái hạnh chân thật thì họ cũng ngăn cản như thế, nhưng mà họ cũng không làm gì được mình đến với đạo giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Dạ. Vâng, họ làm gì làm cho thêm khổ, nhưng mà rồi mình cũng chiến thắng, mình cũng thành công như không sao hết á. Dạ, Nam mô Phật. Chị chúng con tính tới là Phật được điều quan nghĩ hiểu đúng về Phật pháp, chúng con quá có nghĩa luôn. Con cũng là Phước Nghiêm và cũng hai lời cho rất là nhiều quý vị Phật tử yêu mến sư. Và chúc cho sư được đắc thành đạo quả, và cũng như tri ân và đảnh lễ sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi con cũng ước nguyện cho mọi người phát nguyện khi nào đó thành đạo quả, có thể độ thoát cho mình với tất cả chúng sanh, mọi người nữa là đều là được hạnh phúc. Cảm ơn Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn Di Đà Phật. Mọi người cũng đừng có sợ hàng thiên ma gì đấy, họ nhưng mà có họ mình mới nhận được được, không có đó thì mình không nhận được được. Dạ, cái đó quá hay. Cảm ơn Phật. Tại vâng, họ đấy họ gây cản trở mình, trong cái cản trở như thế mình mới nhận nhục, chứ mà không có thì mình đâu có nhận nhục đâu. Dạ, cảm ơn Di Đà Phật. Dạ. Cảm ơn Di Đà Phật. Cảm ơn Di Đà Phật. Dạ. Con rất là mến cái hạnh tu của sư, và cũng rất là nhiều Phật tử cũng như là trong nước ngoài nước đều mến cái hình ảnh của sư, vì tu theo cái chân lý của Phật, và cũng tin tưởng cái sự tu của sư để sau này đủ đức độ tỏa sáng, để cũng như là trợ duyên cho chúng con cũng như nhiều người chưa có giác ngộ về Phật pháp. Thì một cái câu hỏi cuối cùng đó là xin sư cho chúng con biết về cái pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh có thành tựu trong cái đời này, nó có tốt đẹp không sư? Vâng, pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh ở đời này, ai mà thực hành niệm Phật đấy vẫn thành tựu đầy đủ 10 cái tâm thủ thắng như dạy ở trong pháp môn niệm Phật ba la mật á, những người ước nguyện như thế cũng thành Phật về đó, chứ không gọi là không thành tựu. Yeah. Tại vì ở trong quá khứ của mình
các vị Phật chứng nhận rất là nhiều, như các sông Hằng Hà sa số các vị Phật, chứ không phải là mỗi Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni là cái đời cuối cùng gần mình nhất đây thôi. Nhưng mà những cái vị Phật ở trước đó họ vẫn có những cái năng lực, những cái của họ, những cái nguyện hạnh của họ, thì khi mình niệm về đó tương ứng về gọi là ở trong này thì giống như là thầy á cũng tu theo đạo Phật nhưng mà lại có duyên với một cái thầy khác, con cũng tu theo đạo Phật nhưng mà lại có duyên với một thầy khác, nhưng không phải là nói cái thầy của sư đang học là không đúng hay là nói cái thầy của con học là không đúng, nói chung là không có về được. Nên là nói chung là ai mà có thực hành đúng cái giáo pháp niệm Phật theo Phật Thích Ca Mâu Ni cũng về được, niệm Phật theo Phật A Di Đà cũng về được, bất kỳ một vị Phật nào hay là đúng giáo lý, đúng cái gì cũng ở trong đời này cũng đều thành tựu về với đến với Đức Phật rồi. Đời này thì mình chưa giải thoát được, tùy theo cái mức độ tinh tấn với cái hạnh nguyện ba la mật của từng vị đó, hay là cái mức độ tu hành giáo huyết của vị đó, hay là cái rốt ráo, hay là nếu mà chưa thì có một đời sau, hay một đời sau nào đó sẽ gặp cái vị có duyên với mình sẽ thành tựu, họ sẽ độ thoát. A Di Đà Phật. A Di Đà. Mười ba câu hỏi mà Phước Kim đã hỏi sư thì sư rất là hoan hỷ chia sẻ cho quý vị Phật tử và quý vị cộng đồng mạng đã tìm hiểu. Thì xin thưa toàn thể cô bác anh chị em, có người nói sao nếu sư xài điện thoại thì sư phạm giới. Xin thưa quý vị, chúng ta đừng có hiểu như vậy, bởi vì bản thân sư thì không có xài điện thoại, nhưng mà sư cũng rất là hoan hỷ khi mà chia sẻ những cái bài pháp thoại, bởi vì cái hạnh tu của sư là tự giác giác tha đến cái chỗ là giác hạnh viên mãn. Và ở đây đó thì cái câu chuyện mà sư Minh Tuệ đó trả lời 13 câu hỏi Phước Kim đặt ra câu hỏi là liên tục không có ngừng nghỉ, sau khi quý vị đã nghe nguyên một cái buổi nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ thì Phước Nghiêm cứ hỏi thì sư cứ trả lời, không có gián đoạn một giây một phút nào để cho các bác anh chị em chúng ta quý vị yêu mến sư Minh Tuệ thất vọng bao giờ. Và những cái câu chuyện mà sư đã chia sẻ đó để cho quý vị cộng đồng mạng và quý vị Phật tử hiểu đúng về cái hạnh tu Đầu Đà, cũng như là cái cách tu của sư, nó không có liên quan, mà nó không có lôi kéo, cũng không có dính líu, mà cũng không có bất cứ một cái sự việc là lợi lộc gì. Thì đây là cái điều quá mình thấy rồi, nó quá quân nghĩ phải không quý vị? Cho nên có một cái vị kia điện cho Phước Kim, nói Phước Kim ơi, Phước Kim có dám thề là cái buổi đó là Phước Kim nói chuyện cùng với sư mà chia sẻ trên mạng không? Phước Kim cũng vui vẻ thì nói xin thưa quý vị, tại vì cứ nghĩ là mình cắt ghép từ cái clip cũ hoặc giả là dùng cái công nghệ AI gì đó vân vân, thì cái chuyện đó là không cần thiết nghe quý vị. Bởi vì sư là một cái nhà tu, Phước Nghiêm cũng là một cái người tu học, và có duyên tiếp xúc thì mình đặt ra những câu hỏi liên quan đến cái sự tu tập, chứ không có liên quan về vấn đề khác. Khi mà những câu hỏi này sư nói lên thì cô bác cho chúng ta cũng hiểu được là sức khỏe sư vẫn bình an, vẫn tốt đẹp, và cái tâm nguyện của sư thì cũng muốn trở về Gia Lai để khắc thực. Thì sắp tới đây khi đủ nhân viên, đủ điều kiện, chính quyền địa phương có cái sự sắp xếp bố trí thì sư về Gia Lai thôi quý vị. Đây cũng là một cái bài pháp thoại để cho tất cả những ai nghi ngờ hay là bàn tán thế này thế nọ thế kia, thì chúng ta hiểu đúng tất cả mọi chuyện đến với sư là nhân viên. Cho nên khi một cái người tu đã lìa bỏ được cái sự là tốt xấu khen chê, đúng sai thị phi vân vân, thì
mình thấy là dù cho có ai đó có xuyên tạc hay là nói thế thì nọ, nhưng mà không có làm tổn hại được cái đức độ của một nhà tu. Khó làm cho hiền thánh lung lai chỉ tứ nước mà dung phân cây quý. Thì hôm nay nếu quý vị có duyên thì mình có thể mở đi mở lại coi cả trăm lần cũng được, để mình nghe, mình dừng nhuyễn những cái câu hỏi, những cái bài pháp thoại của một cái vị tu hạnh đầu đà chia sẻ, để chúng ta hiểu biết được cái giá trị của cái sự tu hành là chúng ta tập buông bỏ tham sân si nhân ngã. Mình buông bỏ những cái gì mà xấu xa, những cái gì mà không tốt đẹp, để đem lại cái giá trị. Và sư là một cái người lúc nào cũng giữ gìn giới lực của Đức Phật, và cũng như là chấp hành theo cái luật pháp, tôn trọng cái luật pháp. Thì ở chỗ này có thể nói là vừa tốt đời mà vừa đẹp đạo. Bởi vì một người không có sân si thì không có thị phi, thì không có đấu tố, không có nói xấu hay là không có bôi nhọ, và cũng không gây cái sự thù hằn, thì cái đó là giá trị tốt đẹp nhất. Thì trong cái buổi mà Phước Nghiêm đó là được có một cái nhân duyên để rồi trao đổi cùng với sư. Hôm nay thì đã là công chiếu lên 13 câu hỏi. Và mình nghĩ rằng trong khi trao đổi với sư đó thì mình có xin phép sư để lan tỏa những cái câu hỏi, những cái bài pháp thoại, thì sư đã vui vẻ hoan hỷ, đã chấp nhận đồng ý. Cho nên sư là cái người đang tạm ẩn tu, tuy là sư ít có tiếp xúc hay là ít có gần gũi, nhưng mà nếu có nhân duyên hay là thế này thế nọ thế kia thì sư cũng chia sẻ. Và khi nhân duyên đầy đủ thì sư cũng trở về Gia Lai đó. Thì đó là cái chuyện rất là tốt đẹp. Thì trong cái câu chuyện mà sư trao đổi, câu nào cũng có quyền cơ và cũng có ẩn ý trong đó. Nếu ai nghe thì mình thấy trong đó nó hay vô cùng quý vị. Hình như là mọi chuyện đều có cái sự là sư đã liệu đoán trước, cho nên biết sẽ có nhiều cái thị phi, nhiều cái câu chuyện mà nó sẽ liên quan, nhưng mà sư cũng không bao giờ, dù cho câu hỏi Phước Kim có hỏi thì sư cũng không bao giờ ghéo hay là đọc lại một cái tên cá nhân của ai. Cái giá trị tốt đẹp nhất là cái mà chúng ta cần phải học. Khi chúng ta nghe ai đó nói một câu chuyện thì mình bắt đầu nổi giận hay là nổi sân, hay là mình bắt đầu là nổi cáo vân vân. Nhưng mà đối với sư thì dù cho có ai đó tấn công hay là nói này nói nọ nữa kia, quý vị thấy là đến đổi một câu hỏi của Phước Kim cho rằng có nhiều người cho rằng cái pháp tu hạnh đầu đà là do Đề Bà Đạt Đa đề xướng chứ không có nằm trong cái chánh pháp giáo lý của Đức Phật, thì sư cũng không có nói Đề Bà Đạt Đa là thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà sư phân tích một cách trí tuệ mạch lạc, gờ khỏi tức là cái tướng nhân ngã, và gờ khỏi cái sự chấp pháp, thì nó hay không thể với bàn cô bác em ơi. Rồi sắp tới đây thì sẽ có nhiều cái câu chuyện, và khi mà Phước Nghiêm được chia sẻ cùng với sư có những cái giá trị tốt đẹp, làm cho chúng ta có một cái niềm vui, cái sự an lạc và cái sự là buông bỏ tham sân si, và mình kết nối được cái sự yêu thương. Quan trọng nhất là chúng ta sống tốt đẹp. Và sẵn đây nếu như thật sự sau này hay là sắp tới thì sư có đi về Gia Lai hay là sư khắc thực bất cứ nơi đâu đó, thì đối với những người mà yêu quý sư thì chúng ta cũng phải tôn trọng luật pháp đó. Và chúng ta phải làm sao giữ được trật tự an ninh cũng như là trật tự đó là giao thông. Nếu được như vậy thì sư Minh Tuệ mới có thể là xuất hiện hay là đi xuất bát, đi đó là khất thực hay là đi bộ hành vân vân. Bởi vì trước đây thì vì quá nhiều người yêu quý sư cũng như là ái mộ, cho nên là đi theo rồi làm cho đường xá trở ngại, làm cho trở ngại vấn đề an ninh trật tự, cho đó thì cái cuộc hành trình của sư nó không được là tiếp nối. Cho nên những vị mà yêu quý sư đó, thì chúng ta lan tỏa cái câu chuyện này để cho tất cả
Một thì chúng ta sẽ nhắc 10, 10 nhắc 100, 100 nhắc ngàn ha. Bắt đầu là hàng triệu người hiểu đúng. Khi mình hiểu đúng rồi thì mình tôn trọng về cái pháp tu của sư Minh Tuệ. Nếu mình có đến gặp sư thì mình cũng đứng ở bên đường và chúng ta lãnh lễ, hay là có duyên gặp thì mình cũng là giữ trật tự, không có xô đẩy, hay là không có la lối, hay là không có làm bất cứ một cái chuyện gì ảnh hưởng về là an ninh trật tự, thì cái đó mới là cái sự tôn quý, cái sự yêu quý thật sự bằng cái nội tâm của chúng ta. Thì xin thưa quý vị, đó là cái lời chia sẻ chân thành của Phước Nghiêm gửi đến cho toàn thể cô bác anh chị em, quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng. Và quý vị đừng bao giờ thắc mắc, đừng bao giờ nghi nan rằng đây là cái sự cắt ghép, hay là mượn cái câu chuyện của sư để thổi phồng, hay là câu like câu view. Thì xin thật lòng mà nói, mình vì cái lời nói của sư tốt đẹp mà lan tỏa, chứ không phải là cái sự giật gân, hay là câu view câu like, hay là mình làm cái sự việc giống như là sửa cắt ghép. Thì cái chuyện đó xin hứa với quý vị, và cũng xin nói thẳng với quý vị là cái buổi trao đổi trực tiếp từ cái câu hỏi mà từ câu đầu tiên rồi tới câu kế thì nó được liên tục. Xong cái sự việc là được gặp sư kết nối và mình hỏi để cho quý vị khán giả, quý vị trên cộng đồng mạng có cái sự hiểu biết thêm, và chúng ta không cần phải nghi nan, và mình không cần phải thế này thế nào thế kia, bởi vì sư đã ẩn tu trong vài tháng qua. Thì do nhiều người cứ thắc mắc quan mang là không biết sức khỏe của sư, tình hình của sư, hay là sư tu hành như thế nào, thì qua 13 câu hỏi này thì chúng ta mới thấy rằng cái trí tuệ, cái trí huệ của sư đó hoàn toàn là nó, ta dùng cái từ là thông tệ, hay là đã nói là có nhiều người cho rằng giống như là gõ Google á, tức là bấm cái hiện lên thì Phước Nghiêm cứ hỏi thì sư cứ trả lời, cứ hỏi là trả lời, cứ mà trả lời ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa. Đó là cái nội dung hôm nay Phước Nghiêm sẽ công chiếu tất cả những cái câu đầu tiên cho đến câu cuối, để cho quý vị không còn hoang mang, không còn thắc mắc, không còn là nghĩ này nghĩ nọ nghĩ kia. Còn trong cái giới lực nhà Phật đó, cái người trí tuệ, cái người hiểu biết, cũng giống như nó có một cái sự việc là cái giới lực thì nó có bốn cái sự việc là trì phạm khai giá. Thì tuy là sư không có dùng điện thoại, nhưng mà nếu có chuyện thì vẫn tiếp điện thoại để mà nói chuyện, để lan tỏa được cái tình yêu thương, cái chánh pháp, cái chân lý nhân dân. Chứ mình đừng nghĩ là như vậy là sẽ phạm giới, thì cái đó mình hiểu sai về giới lực. Trì phạm khai giá, thì cái này có dịp mình sẽ trao đổi giải thích thêm. Rồi hôm nay, do mấy ngày trước thì Phước Kim có đi từ thiện cái tuần lễ này, cho nên chưa kết nối được tặng cái quyển sấm giảng cho toàn thể cô bác anh chị em. Thì nếu ai trên 10 ngày hay là tuần lễ mà chưa có nhận được thì quý vị chịu khó nhắn tin hay là liên hệ lại cho Phước Kim. Đó, nhất là mình nhắn tin qua số điện thoại hay là trên Zalo có địa chỉ, thì Phước Kim mở lên xem, mình sẽ gửi cho toàn thể cô bác anh chị em quý vị là gọi là kết nối yêu thương tặng nha quý vị. Số điện thoại của Phước Kim là 0984 410422, hay là quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Chúc quý vị được tràn đầy sức khỏe, tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương trong cuộc sống, để đem lại sự tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy và lễ kính Sư Huynh Tuệ.